Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải mod của chiếc xe khách Temsa Marathon 13 này. Các bạn vào cái trang web st2world.com này là cái trang web chuyên về mod cho các loại mod của cái game ST2 này. Mod truck nè, mod bus, mod car, mod map có đầy đủ hết. Thì đây là một cái trang web mà cung cấp mod mình thấy là hoàn toàn miễn phí. Bây giờ mình sẽ tải thử cái mod này rồi mình hướng dẫn các bạn mod chiếc xe này vào. Thì các bạn cứ bấm vào đây rồi các bạn kéo xuống phần download mod này. Rồi ở đây là cái mod này nó là 345 MB. Mình bấm vào click download. Sau đó là các bạn cứ bấm kéo xuống dưới. Các bạn bấm download file. Đó. Ở đây thì mình đã download rồi. Sau khi mà download xong á thì mình giải nén file ra, mình đưa nó vào cái file document rồi vào một ST2 này, vào một mod. Cái này là khi mình tải cài game là nó đã thiết lập sẵn những cái thư mục này cho mình rồi. Mình chỉ cần paste cái mod vào đây thôi. Bây giờ mình sẽ vào thử cái game để trải nghiệm cái xe này cho các bạn xem. Sau khi các bạn vào rồi thì các bạn vào cái phần trình quản lý mod này nè. Đây là hai cái mod mà khi nãy mà mình đã tải về, mình đưa vào trong này. Mình bấm xác nhận thay đổi, coi như là nó đã kích hoạt cái mod này cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào game để test thử chiếc xe này như thế nào. Đây là chiếc xe mà khi nãy mình đã mod. Các bạn lưu ý khi các bạn vào game á, các bạn sẽ bấm vào phần quản lý xe tải, rồi các bạn vào phần đại lý xe này nè. Sau đó các bạn bấm vào ghé đại lý mod. Đó là đây là chiếc xe mà mình đã mod vào. Sau đó các bạn bấm vào đây, bạn bấm mua là chiếc xe nó sẽ tự động được chuyển về cái gara của mình. Khi nãy là mình đã có chiếc xe này rồi. Game này là mình chơi bằng bàn phím chứ không phải là vô lăng nha. Tại vì mình cũng chưa có mua vô lăng nữa. Rất là đẹp nha. Cái này mình đã điều chỉnh cái góc lái nó rộng hơn để mà dễ quan sát hai bên. Mình đang tiếp tục cái hành trình mà khi nãy mình đã chọn. Cảm thấy là đẹp nha. Đối với game này nó mô phỏng rất là giống với lại thực tế. Cho nên là bạn nào mà yêu thích lái xe thì có tải game này về để trải nghiệm, hoặc là các bạn mà có dự định thi bằng lái ô tô có thể đầu tư cần một lần để mà mình trải nghiệm cái này. Rất là đẹp nha. Hiện tại chỉ có mod cái map Việt Nam vào trong này, nhưng mà chắc mình sẽ mod cái map Việt Nam vào đây để mà chơi cho nó thực tế chút xíu, cảm giác nó thực tế chút xíu. Này mình có thể cài thêm một cái mod mô phỏng xe máy ở trên đường cho nó giống với lại cái đường phố ở Việt Nam mình chạy hơn. Ở đây là phiên bản gốc của châu Âu cho nên là nó lại không có xe máy.
rất là đẹp nha các bạn. Này là mình đang đi đèo giống như đèo Hải Vân vậy. Quá đẹp luôn. Ôi cái hình cái giường nó lên vạch xanh rồi. Bây giờ mình phải kiếm chỗ nghỉ ngơi. Thì cảm giác như mình đang đi lên vùng cao Nam vậy đó. Lên đèo. Tới trạm trả khách. Ở đây là không có chỗ nghỉ ngơi. Chiếc xe này mình chạy cảm nhận là cái phần phanh của nó không có được nhạy. Rất là nhiều lần mình chạy mình phanh hết cỡ nhưng mà lại không, xe không dừng lại được. Nó khác với lại chiếc xe xe khách Mercedes kia của mình. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình xin phép dừng video tại đây. Clip sau thì mình sẽ trải nghiệm một số dòng xe khác cho các bạn xem. Ở đây mình có rất là nhiều xe. Đây là xe khách đầu tiên của mình. Còn đây là chiếc Mercedes. Này chiếc Lamborghini. Này chiếc BMW Sportster Renault. Mình rất là thích chạy chiếc này, đặc biệt là chiếc này. Tại vì cảm giác lái nó rất là dễ chịu. Phanh tốc độ nó cũng vừa phải. Nói chung là chạy chiếc này là em nhất trong các xe ở đây. Cái chiếc xe khó chạy nhất là chiếc này. Tại vì tốc độ nó quá nhanh, nhấp nhẹ cái nó phóng lên thắng thì lại không có nhạy lắm. Cho nên xe này để trải nghiệm đi chơi thôi chứ không có chạy. Rồi xin chào các bạn.